Một phát bắn, hai phát bắn, ba phát bắn, bốn phát bắn không chết. Wow, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chào mừng các bạn là bộ trang phục hoàn toàn mới của chúa tể Vô Tát. Như kiểu là bị mất sổ gạo hay sao ấy mà mình mặt nhìn mặt đơ dã man các bạn. Như kiểu Vô Cát chết trôi ấy vậy các bạn, là mặt trắng phệch luôn, không cảm xúc. Trời ơi, mặt không cảm xúc một tí gì cả. Bộ trang phục này có tên gọi đó là Vô Cát diệt nguyệt cho mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho tất cả các bạn về ngoại hình cũng như hiệu ứng. Rất là cảm ơn bạn King of Pot đã giúp mình cho mình mượn tài khoản QQ để có thể là vào đăng nhập phiên bản Trung Quốc, sau đó review cho người. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là kể cả cái con ngựa cũng vậy. Thật sự là nó chỉ có thở ra như thế này thôi để chúng ta ngắm ngoại hình, chứ chả có chuyển động gì cả. Nó cứ kiểu bị đứng đơ, bộ trang phục bất động luôn. Dù sao thì nhìn cái thanh gươm mình nhìn thấy rất đẹp, đặc biệt là điểm nổi bật là con ngựa. Ok, chúng ta sẽ cùng vào trong một cái phần đấu luyện để có thể review thử xem về những kỹ năng có sự thay đổi gì không. Sau đó là chúng ta sẽ test một trận đấu danh nhá. Đầu tiên là về hiệu biến về của bộ trang phục này. Bộ trang phục này không có hiệu biến về các bạn ạ. Vô Cát diệt nguyệt từ những đoạn đánh thường đã có sự thay đổi. Màu sắc chủ đạo sẽ là màu xanh rất là đậm. Đó. Và kể cả chiêu thứ nhất của vị tướng Vô Cát cũng vậy. Chiêu thứ nhất của Vô Cát sau khi các bạn sử dụng thì nó sẽ kiểu như là quay kiếm. Đó, quay kiếm, quay vòng tròn luôn. Và hiệu kỹ năng cũng là màu xanh nha, có một chút màu tím tím. Chiêu 2 các bạn ném ra. Wow, đánh dấu một cái gì, dấu ấn lên cái con chim kìa các bạn ơi. Đây là cái hiệu kỹ năng nhìn rất là rõ ràng. Cho lại xem, tua lại cho người xem. Lao tới, đấy, hiệu kỹ năng đấy. Rồi. Và mình sẽ test cho mọi người về chiêu cuối của chú tể Vô Cát để cho mọi người xem qua. Wow. Trời ơi, cưỡi ngựa. Nhìn rất là hoành tráng luôn các bạn. Hiệu kỹ năng rất đẹp. Đó, nó phải thế như thế này các bạn ơi. Chúa tể nó phải như thế này. Cưỡi ngựa. Rồi. Ok, đây là hiệu kỹ năng nha mọi người. Sau khi cưỡi ngựa xong là xuống ngựa. Thanh kiếm rất dài. Người thì tím lịm luôn. Ok, thế là mình đã review qua về hiệu kỹ năng của bộ trang phục mới nhất Vô Cát chúa tể. Chúa tể Vô Cát. Thật sự là mình chả muốn đánh ở phiên bản này đâu các bạn ơi. Đánh rất là chán. Thế nên là chúng ta sẽ... Mình sẽ quay trở lại phiên bản chính để leo danh cho mọi người. Rất là nhiều người kêu là anh ơi, đánh cái phiên bản này chán lắm. Mặc dù là review trang phục, dù sao thì cũng đã review cho người qua hiệu ứng rồi. Chứ còn để mà đánh tăng thêm độ kịch tính thì chúng ta qua phiên bản chính thức Việt Nam. Sau đó là đánh danh cho mọi người nhá. Chơi trang phục khác. Người nước mắt nghe tiếng cô theo chồng về nơi xứ xa, chốn phồn hoa lòng này đau thắt khi trên tâm thiệp hồng kèm theo lá thư gửi về nhà ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều, hay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiều đau xót cho thân tôi cơ hàn đò đưa mỗi lưỡng tình sáng ngang nâng chén cô liêu trong đêm tàn rồi ôm lấy cô trong mơ màng nhận ra tôi đã sai từ lâu cứ giữ. Let's go, chúng ta sẽ cùng đi ăn hành ở phiên bản chính thức nhá. Thật sự là đánh ở phiên bản Trung Quốc đánh chán của các bạn ơi. Thế nên là đành tạm phải sang phiên bản chính leo danh cùng vị tướng chúa tể Vô Cát cho người qua xem. Ôi ơi, ngộ không, đứng lại anh ơi, anh à, đau. Kèo này căng nha mọi người. Nhưng mà chúa tể Vô Cát không sợ ngộ không đâu. Kể cả bạn có đại náo tiên cung hay thiên đình gì đó vào đấy, đánh luôn sao đi. Úi giời, cứ gọi em thoải mái. Tầm này nếu mà mình bộc phá thì mình cũng không giết được ngộ không, thế nên cứ giữ lại nha. Chờ đợi thời cơ thì chúng ta sẽ xử lý ngộ không sau. Ui, chứ gì gọi lao rèo thì chịu ơi. Thường thường đối đầu với ngộ không thì mình khuyên các bạn là nên lên cái giày hộ vệ. Hoặc là đối đầu với Zuka chẳng hạn. Không biết là ngộ không còn ở đây không ta? Có ai ở đây không? Anh à, anh đằng sau em đúng không? Làm sao? Ui thôi, lần này em chả cần bộc phá em cũng giết được anh chén cơm đầu. Xương xương rồi một mạng như thế thôi. Trận này có vẻ ngộ không hơi bị kiểu hơi bị hổ báo các bạn ạ. Không biết là dừng tim bạn chưa ăn đến bùa đỏ anh em ơi, sang cướp luôn. Cái tầm này chúa tể mà không không cướp thì hơi đáng tiếc các bạn ơi.
cứ ném chiêu 2 vào nha. Sau đó đợi chờ đối phương một xíu máu, chúng ta mới kích hoạt chiêu 2. Đó, và lên 3 điểm số, ok. Tiếp tục là làm nốt mạng hộ không, ném thẳng chiêu thứ 2 vào, và đợi nó một xíu máu, chúng ta kích hoạt chiêu 2. Nó chết luôn thì các bạn sẽ được hồi luôn chiêu 2. Double kill thôi. Và đây là mạng triple kill. Cho mình xin mạng triple kill. Qua ra kill trước mặt, chứ mà cái thằng kia nó chạy nhanh quá trời. Úi dồi ôi, 4 mạng đầu game. Thơm, thơm quá. 12 phút, hơn 2 phút đồng hồ rồi các bạn ạ. Thế này trận đấu này lại phải xanh rồi. Đó, các bạn thấy sức mạnh của chú thể vô cát chưa? À, trong phiên bản tới thì mình chưa nghe ngóng được sự tăng giảm sức mạnh đến từ chú thể vô cát nhá. Mặc dù là vị tướng này sắp sửa có bộ trang phục mới rồi, nhưng mà cũng chưa thấy gì cả. Nói chung là mình cảm thấy nó vẫn là rất là mạnh. Thường thì mình hay vác chú tể vô cát đi rừng, nhưng mà trong trận đấu này thì Zill đi rừng mất rồi. Thế nên là mình vác chú tể đi solo cũng không quá khó khăn. Thật ra thì chú tể có thể đi hai vị trí rất là mạnh, đó là đi rừng và đi solo đường tà thần. Đó, mình thấy là từ đầu game giờ ông Violet với ông Quyền Vương không biết là cả khịa nhau cái gì mà chửi nhau. Chửi nhau hết cái này hết cái nọ. Ngộ không tầm này chắc không dám ra đánh nhau mình đâu các bạn. Đấy, cứ gì ở như này thôi. Bây giờ Ngộ không level 4 rồi nhá. Nhưng mà chưa biết đâu được. Đánh về cuối game Ngộ không đập cho mình sấp mặt. Nào, bắt đầu tiếp tục. Úi giời ơi, em hóa ngựa em tới cho nó nhanh bây giờ. Hóa ngựa luôn. Cưỡi ngựa, quất ngựa truy phong. Trời ơi, Violet ơi, tốc biến làm gì? Bạn có chạy nhanh hơn con ngựa của tôi không? Lần này thì mất liềm mất cả mạng nhá. Quánh luôn anh em. Chơi nốt zip này em, mình có bộc phá ở đây ngán cái gì trời. Ok, bộc phá sưng sương double kill. Thôi. Trời sâu quá là không cứu được Joker rồi. Nó có 3 người nên mình không hổ báo được. Lại chửi nhau rồi. Mình cứ tưởng là chat những cái từ ngữ như kia thì đáng ra thì Liên Quân nó cấm những từ ngữ như vậy, nhưng mà mình thấy là vẫn hiện lên các bạn ạ. Giờ mới để ý team bạn mới ăn được một mạng. Chắc là vừa xong ăn được mạng của Joker. Ôi Ngộ không hay em nửa cây máu anh ơi. Đúng rồi. Anh nghĩ gì, anh có phải chúa tể đâu. Chơi luôn Ngộ không, quất luôn một câu. Ngán cái gì, trời ơi, 7 mạng rồi. Trước khi solo với một người nào đó thì các bạn hãy cố gắng làm sao biết thân biết phận. Ví dụ như kiểu là chúng ta thì LOL top đánh ác dậy á. Ôi mình đánh bình thường mà, do là Ngộ không có đâm đầu fit thôi mà. Đó, đây là phản ứng của team các bạn ạ. Ô, sẽ CM nó để chửi mình hay là chửi team kia ấy. Trước khi đối đầu với một ai đó, trước khi solo thì các bạn hãy nhìn qua về chất tướng là thứ nhất. Và cái thứ hai là các bạn hãy check qua về cái lượng vàng. Các bạn mà thọt vàng hơn đối phương các bạn đừng solo nha. Như ông Ngộ không vừa sau là ông ảo tưởng sức mạnh dã man. Mặc dù là mình còn nửa cây máu, mình còn liềm mà bạn ấy vẫn còn lao vào đánh nhau mình. Tình hình đường dưới lại quất nhau to rồi. Nhưng mà team mình đẩy cho team bạn, trời ơi team bạn về xứ nết rồi đâu. Phải dụ team bạn lên cao thì mình mới quất được. Violet thì về, biết được còn Dancy, Dancy. Sida, ôi giời, thôi, vẫn chạy được. Khổ lắm cơ, cứ nghĩ là bỏ đường tà thần đi hỗ trợ team mà hợp lý. Thôi thì chúng ta lại về cái máng lợn thôi. Về để bầu bạn với Ngộ không, trò chuyện tâm sự với Ngộ không. Anh Ngộ không lên lắm găng tay để lấy chí mạng đấy anh ơi, có trong bùi không? Không có. Ngộ không bây giờ tỉnh rồi. Chú tể vô cát rất là lợi khi mà các bạn có được cái chiêu cuối. Và khi mà các bạn kích hoạt chiêu cuối, các bạn sẽ cưỡi ngựa. Và trong khoảng thời gian các bạn cưỡi ngựa, các bạn cố gắng chém thật là nhiều. Và sau khi xuống ngựa các bạn sẽ được bất tử. Đấy, Ngộ không bây giờ không dám đánh rồi. Đầu game bạn hổ báo lắm cơ. Và các bạn cố gắng tận dụng cái bất tử này để có thể băng trụ, cũng như là có thể ăn mạng trong giao tranh. Mình sẽ cố gắng làm sao xử lý cho các bạn xem. Mình sẽ cố gắng xử lý cho mọi người xem. Quất luôn và chúng ta xuống ngựa xương xương. Đó, lần này thì 2 mạng và mình vẫn được hồi máu các bạn ạ. Đó, hồi được 1700 máu. Uầy, từ từ, em còn liếp. Chơi luôn Violet. Thôi nha, công việc còn lại để anh em. Ui, zip. May quá là zip không đủ sát thương giết mình. Nhưng vừa xong là mình lại mất cái liềm mất rồi. Trong trận đấu này team bạn thì rất là lết nha. Thế nên là chúng ta nhìn qua đội hình team bạn mà lên đồ thôi. Ví dụ trong trận đấu này thì mình lên cái trang bị đầu tiên, đó là xây hộ vệ, để solo với Ngộ không tốt hơn.
Tiếp theo là trang bị một chút sát thương, đó là thương xuyên phá, phước cập kiếm, và một trang bị nữa là khiên thất truyền, huân chương choi, kèm theo trang bị cuối cùng đó là giáp bảo mệnh. Đấy, vừa có công vừa có thủ. Và khi mà chúng ta lên đồ như thế này thì chúng ta sẽ cứng cáp hơn. Top 1 vô cát. Chết mẹ rồi. Ui, mình được top 1 vô cát à trời. Mấy ông có bị sao không vậy trời? Hạnh phúc quá các bạn ạ. Trời đó nha. Mình có chiêu cưới mà anh em ơi. Quất luôn. Cưỡi ngựa truy phong là như thế này. Cứ chém bừa đi trời. Làm nốt mạng của Dan Si và sau đó là chúng ta chạy. Hồi này, chuẩn bị hồi máu. Ui giời, 1900 máu. Tiếp được Joker chat top 1 vô cát bản thân mình ảo từ sức mạnh hẳn. Tôi không phải top 1 gì nha mọi người, xem qua phần lát trận thì mình chả có biểu tượng gì đâu mà top 1, top 1 vô cát các kiểu. Trang bị và phù hiệu thì mình có để lại hình ảnh trong cái video clip thì các bạn có thể xem qua. Đó. Đấy, sang phiên bản chính lao danh nó khác hoàn toàn. Chứ đánh ở phiên bản Trung Quốc muốn review bộ trang phục kia thì thì trang phục đấy đẹp thật nhưng mà đánh chán quá các bạn ạ. Đánh toàn người tiếng toàn người Trung Quốc thôi. Đánh xong rồi về phiên bản Việt Nam đánh khéo bị anh em cách ly thì mệt. Bây giờ thì ôi giời ơi, không cứu được ba Doom rồi. À mình xin lỗi, nhầm Lumbua. Không cứu được Lumbua luôn. Bình tĩnh nào anh em ơi. Dan Si này nó cà khịa thế này, cứ ném bừa vào. Ui, ném bừa vào có màng à trời. Ui, Ngộ Không này. Ngộ Không tái xuất giang hồ rồi. Ngộ Không bắt đầu lết rồi. Ngộ Công ơi, trời ơi, sao gặp em là chạy mất tiêu. Tính ra là team bạn lết đấy, Lauriel rồi Ngộ Không, Dan Si, Zip bảo kê, Violet cũng lết. Thế nên là cứ cẩn thận, tốt nhất là mình cứ ép. Có cơ hội thì thắng sớm càng tốt thôi. Chỉ sợ là team bạn lên bắt mình cũng chuẩn. Nhưng mà nên nhớ là lúc nào mình cũng có cái cưỡi ngựa. Khi mà chúng ta cưỡi ngựa chúng ta có thể chạy được thoát dễ dàng. Cứ đẩy thôi. Team bạn là không có ai lên bắt luôn. Cứ đẩy lên cao. Đó, mình nhìn thấy Dan Si chạy đây rồi. Khéo lát nữa phải ăn tà thần. Nhưng mà mình không phải người đi rừng. Để phát động ăn tà thần thì rất là khó. Trời ơi, nhìn thằng, mấy thằng còn xíu máu. Rồi, nào, chờ đợi nhá. Chỉ cần nó đi vào bụi thôi. Con nai vàng ngơ ngác đang gặp bác thợ săn. Thợ săn là phải săn nhiệt tình. Lên bảng các bạn ơi, có chiêu cuối đây. Quất một mạng trước khi mình ra khỏi giao tranh. Kiếm mạng của Lauriel cũng được. Lauriel yếu máu này. Thôi bye bye. Bye bye, bye bye, trời ơi, không chết được, 2600 máu cơ. Ôi dồi ôi, thì tay yếu anh em ta đông. Chứ gì thế bạn, chết 4 người rồi. Ôi kiểu này thì, thôi xong toang. Mình chỉ thả thính xương xương như vậy thôi mà team bạn bu vào đánh nhiều quá trời. Còn một mình zip làm sao mà thủ kịp nữa. Ok, ép luôn cái trụ trên này. Có sức đẩy của dòng tiên phong nữa. Mình đợi chiêu cuối bình hồi nha mọi người nha. Anh em ơi đợi xíu, sắp có chiêu cuối rồi. Có chiêu cuối thì chúng ta sẽ đánh hổ báo. Mình cũng không muốn bị mất zin trong trận đấu này đâu. Ok, có chiêu cuối rồi. Ngộ Không làm gì đây? Làm nốt mạng Ngộ Không. Đâu rồi? Ngộ Không này thần thánh. Quất luôn anh em ơi, vì có chiêu cuối rồi. Bật chế độ bất tử, băng luôn tế đàn. Một phát bắn, hai phát bắn, ba phát bắn, bốn phát bắn không chết nổi. Ok, và video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.